Quý vị và các bạn thân mến, hai cha con nhạc sĩ Nguyễn Tường Luân và cháu Nguyễn Đức Toàn là cả hai người đều đam mê guitar cổ điển. Ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với trang Văn hóa Văn nghệ để cùng gặp gỡ với một gia đình đến với những ngón đàn mà nơi đây dường như đã hun đúc ngọn lửa đam mê đến với tất cả mọi người yêu guitar. Một thú vui tao nhã như bao thú vui khác nơi phố thị Di Linh. Nếu như không muốn nói, đây là một thú vui có thể kiếm sống được. Tốt nghiệp khoa lý trường Đại học Đà Lạt năm 2001. Không giống như những bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Tường Luân, tên thường gọi là Tony, lại chọn cho mình một lối đi riêng. Hàng ngày ngoài công việc chính là sửa chữa kinh doanh các loại máy vi tính, trao đổi mua bán các loại đá nghệ thuật để nuôi sống bản thân và gia đình, Tony còn là một cộng sự đắc lực với người anh trai của mình trong việc thiết kế, tạo tác và cho ra đời các sản phẩm bonsai, tiểu cảnh để cung ứng cho nhu cầu của thị trường. Những tưởng nỗi lo cơm áo gạo tiền canh cánh hàng ngày sẽ gặm nhấm và làm tan biến đi giấc mơ cũng như niềm đam mê âm nhạc vốn có từ thuở nhỏ của chàng trai sinh năm 1971 này. Ấy vậy mà giữa bao bộn bề lo toan cuộc sống, những cảm xúc sáng tạo nghệ thuật, những ngón đàn của Tony Nguyễn Tường Luân vẫn cứ thế vuốt lên, bay bổng, lắng sâu và ngọt ngào như hương hoa cà phê của vùng đất này. Và rồi những buổi tối quây quần bên nhau như thế này, mọi mệt nhọc của một ngày bận rộn dường như tan biến. Thêm vào đó, được anh em bạn bè lối xóm đồng cảm và sẻ chia. Với Tony, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc tràn đầy để những ngón đàn, những cảm xúc nghệ thuật thăng hoa. Để có được những tiếng đàn ngọt ngào, mê hoặc lòng người như vậy, ngoài năng khiếu bẩm sinh, sự dày công khổ luyện của bản thân, thì điều trước tiên không thể không nhắc đến, đó là nhờ được sự phát hiện và tận tình chỉ dạy của người cha đáng kính.
Tuy nhiên, khi được hỏi và chia sẻ về con đường tìm đến với guitar cổ điển, một bộ môn âm nhạc xem ra rất khó nuốt trôi này, thì Tony dường như rất kiệm lời khi nói về mình, về những gì mà anh có được hôm nay. Tôi được có thể là nói là được người cha phát hiện được, cũng có năng khiếu gì về guitar, rồi cũng tập dược, cũng từ nhỏ thì cũng có thể là ở nhà xưa có mở quán cà phê nghe nhạc nhiều ấy, nên nó cũng ảnh hưởng một phần này. Rồi thực sự là tôi cũng thích cái tiếng đàn người ta nghe nhiều, chính thế là ba tập siêu từ nhỏ luyện từ nhỏ. Guitar bình thường thì nó dễ hơn, guitar cổ điển thì nó đòi hỏi cái khổ luyện đó, chỉ là nó phải có một chút năng khiếu gì nữa nó chơi nó hay được. Không chỉ tự mày mò học hỏi từ sách vở hay từ băng đĩa nhạc của các thế hệ đi trước và trải lòng mình trên phím đàn với những giai điệu mượt mà sâu lắng, những lúc rảnh rỗi, Tony còn là một người cha âm thầm truyền ngọn lửa đam mê bộ môn guitar cổ điển cho đứa con đầu lòng của mình. Cháu Nguyễn Đức Toàn, 7 tuổi, học sinh lớp 1 trường tiểu học Trần Quốc Toản, Di Linh. Để cháu tiếp cận, làm quen với những nốt nhạc, những ngón đàn đầu đời của tuổi thơ mình. Tôi cũng không có định tập cho con sớm đâu. Tụi nó ăn chơi mà. Rồi lúc tối buồn đi về ôm cái đàn thì thấy nhiều lúc cái dây nó bị lạc, hoặc là lúc tự nhiên nó đứt một sợi dây. Thì hỏi con, nó lấy ra nó nghịch, nó vào cho anh nghe cho nó vui. Thì cứ cho nó ôm đờn, mà nó đờn gì được, nó đờn. Thì từ đó mình mới hướng từ tập cho nó, bắt đầu móc ba dây thì từ dây bát, rồi xong bắt đầu mới lựa một cái bài nào nó ngắn, nó dễ, bắt đầu tập cho nó. Thì thấy nó cũng chịu ngồi đàn, rồi thôi mình cũng cố gắng mình chỉ cho nó biết được cái gì hay đó. Tôi cũng lựa những cái bài ngón bấm nó đơn giản, tại cái tay nó còn nhỏ lắm, nó không nhiều lúc bấm 3 giây là nó không được, nên tôi lựa những cái bài mà ngắn mà dễ bấm và nó dễ nghe nữa, nghe nó thích nghe nó mới tập được. Từ chỗ chỉ biết nghịch đàn thôi, chưa biết gì, qua một thời gian chăm chỉ tập luyện, đến nay cháu Nguyễn Đức Toàn có thể chơi tương đối thành thạo một vài bản nhạc mà tuổi thơ cháu yêu thích. Cha con và những ngón đàn, nét đẹp dung dị thuần khiết trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc đã làm nên những giai điệu tươi vui của cuộc sống.
hãy nghe Tony Nguyễn Tường Luân trải lòng mình qua trích đoạn một nhạc phẩm nổi tiếng của Segovia, Tây Ban Nha ngay sau đây. Chưa thể nói trước bất cứ điều gì trong lúc này. Bởi lẽ, con đường đến với âm nhạc còn đang rộng dài ở phía trước. Mong rằng, niềm đam mê guitar cổ điển của hai cha con nhà Tony sẽ mãi là động lực luôn thôi thúc để tiếng đàn ấy cứ thế reo vui và ngân xa. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình câu lạc bộ văn nghệ kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình câu lạc bộ văn nghệ kỳ tới.